Dạ vâng, em lại xin chào toàn thể các bác làm thợ bẫy chim nhá. Thì trong một cái video của ngày hôm nay lại xin giới thiệu tới các bác về cái mẫu mẹt đánh chim đa năng. Thì về cái mẫu mẹt này thì các bác khi mua hàng sử dụng thì các bác có thể là trực tiếp là đánh dưới đất cũng như là đánh trên cây, để tùy thuộc vào những cái loại chim các bác đánh nhá. Còn về cái mẫu mẹt này thì các bác thường thường là các bác mua về sử dụng đánh trào màu, là chích chòe, là họa mi. Đấy thì về cái phần nguyên liệu của nó thì được làm bằng inox, đã được sơn bằng cái màu sơn tích điện như thế này. Đối với cái hàng này thì anh em có thể thấy là cái phần lưới nó rất là dày đấy, và mong sợi lưới này thì sợi lưới để giữ những cái con chim nhỏ thì được làm dày dặn như thế này anh em nhé, đã được sơn màu xanh như thế này. Đấy, khi anh em mua cái mẹt này thì bên cơ sở em là sẽ gửi hàng toàn quốc, cái hàng tới tay thì anh em được bóc hàng ra kiểm tra đúng như chất lượng em giới thiệu trên video thì anh em mới phải thanh toán với người giao hàng. Còn về cách thức hoạt động của chiếc mẹt này thì nó khá là đơn giản thôi. Đấy, khi anh em dương cái mẹt này lên như thế này, đấy anh em gài cái lẫy vào như thế này anh em nhé. Đấy, còn ở đây thì cái khoang này thì anh em có thể là ví dụ đánh chích chòe hạ đất thì anh em có thể là cắm sâu nhé, để cắm con sâu hoặc là con dế, cũng như là đánh trào màu ấy thì anh em sử dụng là đánh bằng mồi hoa quả. Để đánh bằng mồi hoa quả thì khi con chim nó nhảy vào đây này, đấy, nó nhảy vào đây nó ăn thì nó sẽ sập giống như thế này. Ở cái mẫu mẹt này thì đánh trào màu với cả chích chòe là phù hợp nhất, bởi vì hai cái con đấy là mồi rất là dễ kiếm. Đấy, ví dụ anh em đánh trào màu về những cái cây mà quả nó chín ấy, thì anh em có thể là tham khảo cây quả hồng này, cây hồng xiêm hay là cây ớt hay là cây chuối. Đấy, khi con trào màu nó ăn thì anh em có thể là bỏ những quả chín đây thì bắt buộc nó nhảy vào đây nó ăn thì nó sẽ bị sập. Còn về cái mẫu mẹt này thì là cái mẫu mẹt hai cửa anh em nhé. Cái hai cửa thì đánh tỷ lệ được con bổi nó sẽ cao hơn là cái mẫu mẹt một cửa. Cũng như là địa hình khó khăn thì anh em có thể là dương một cửa lên trực tiếp như thế này anh em đánh này. Đấy, dương lên thì đây nó sẽ có móc. Đấy, anh em đánh trực tiếp một cửa như thế này cho em là khá là ok rồi. Đấy, nếu mà địa hình không cho phép nha, nếu địa hình cho phép thì anh em tội gì mà phải đánh một mặt, anh em cứ đánh hai mặt trực tiếp cho em. Còn về cái mẫu mẹt này thì nó là inox, nó rất là nhẹ rồi. Đây, nó chỉ chắc hơn cân, hơn một cân, hơn một kg thôi, thì anh em có thể là xách đi đánh từ điểm đánh này tới điểm đánh khác, nó không bị mỏi tay. Còn về cái phần cầu tử đây thì được thiết kế bởi bằng một cái ống nhựa này. Cái ống nhựa này thì em xịt sơn như thế này để tăng thêm tính ngụy trang, và con chim nó tưởng cành gỗ thì nó nhảy vào, bởi vì cái giống á trào màu với cả chích chòe thì nó cũng không sợ những cái như thế này đâu. Còn về cái hàng này ấy, thì khi anh em mua combo một bộ như thế này này, đấy, combo một bộ như thế này thì giá trị về cái mẹt với cái lụp nó rất là rẻ. Đây là cái mẫu lụp mồi cũng như là ở bên là cái mẫu mẹt ăn, thì khi anh em mua hai cái một đơn ấy thì giá của nó sẽ rất là rẻ khi anh em mua hai cái mặt hàng liền một lúc anh em nhé. Đấy, cũng thông báo cho anh em biết. Còn vậy anh em mua một cái thì giá cả của nó sẽ cao hơn một chút. Hiện tại thì hai cái này nó tương đồng với nhau, nó hơn 500.000 đồng trên một cái mẹt cũng như là một cái lụp. Đấy, anh em mua cả hai cái thì giá của nó chỉ có 1 triệu thôi. Đấy, rất là rẻ, báo giá công khai cho anh em. Còn ngoài bán cái hàng bẫy chim trào màu này ra thì bên cơ sở là cũng có bán luôn cả cái bộ mẹt đánh chim nhỏ, ví dụ như chim vành khuyên này, chim mút mật, huýt cô ấy. Đấy thì bên cơ sở em là kinh doanh tất cả những cái mẫu lồng chim. Đấy thì từ chim bìm bịp, những con chim to này, cúm lúm này, bìm bịp này, trào màu này, chích chòe, cu gáy này, đấy, họa mi, khiếu thì bên cơ sở em đều cung cấp hết cho anh em, phục vụ cho anh em đam mê. Đối với anh em nào xem cái video này cần cho mình những cái phụ kiện dùng để bẫy chim thì anh em có thể là liên hệ trực tiếp cho bên cơ sở em thông qua cái số điện thoại em để dưới tiêu đề nhé. Đấy, anh em điện đến thì bên em sẽ có nhân viên tư vấn kỹ cho anh em. Còn bây giờ thì xin chào nhé, hẹn gặp lại anh em ở những cái video lần sau.